Sáng 2 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến kiểm tra tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có hơn 5.340 ha và đến nay đã thu hồi bàn giao đạt trên 95% diện tích. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch Quốc hội và các bộ ngành hỗ trợ Đồng Nai xây dựng 4 tuyến đường kết nối sân bay với khoảng 5.000 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sân bay Long Thành là công trình thế kỷ. Trong thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực, đã có hình hài vóc dáng của một đại công trường. Giờ là lúc tăng tốc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục và thời gian hoàn thành dự án khi chỉ còn 3 năm. Nên Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các ngành chức năng, chủ đầu tư phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đầy tâm huyết. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cần tập trung giải phóng mặt bằng, quan tâm chăm lo y tế, giáo dục, chuyển đổi nghề để bà con nhân dân ở khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn có cuộc sống ổn định hơn.